cha con á đang bị tai nạn, đúng không? Rồi mẹ con chăm cha con trọng á, mẹ con mới nhờ chú tới đây rước con nè. Tôi là thầy con bé, tôi đã báo công an bắt anh á vì cái tội anh dụ dỗ bắt cóc trẻ em rồi. Tao đã theo dõi mày lâu rồi, có hôm nay mới bắt được. Ban ngày ban mặt mày dám bắt cóc trẻ em hả mày? Nhã Vi, chú tới rước con nè. Lên đi, chú chở con về. Con không có quen chú, con đợi mẹ tới đón con. Lại đây chú nói nghe nè, lại đây. Cha con á đang bị tai nạn, hiểu không? Rồi mẹ con chăm cha con trọng á, mẹ con mới nhờ chú tới đây rước con nè. Lên đi, chú chở vô bệnh viện gặp cha với mẹ con. Con không đi đâu. Mẹ, nhanh đi, chú chở vô không, gặp cha. Không, con không đi đâu. Chú chở vô gặp cha với mẹ mà đi. Không, con đi đâu, chú đừng làm đau con. Chú mà làm đau con là con la lên bây giờ. Thôi, thôi, chú xin lỗi, chưa. Thôi, giờ ngoan ha, giờ ngoan, lên xe. Chú chở vô gặp cha với mẹ. Cha con bị tai nạn trọng á, cha con kêu con quá trời luôn á. Đi ha. Dạ, thì chú đợi con một xíu. Con quên món đồ trong lớp rồi, để con chạy vô lớp lấy, con ra liền à. Quên gì? Ê, nè nè. Dạ. Vậy con vô, con ra liền nha. Dạ. Chú đây chú đợi á. Dạ. Trời, nhanh đi con. Mẹ con điện chú quá trời nè. Đi, chú đợi anh xe. Sao vậy? Nè, anh kia, tôi là thầy con bé, tôi đã báo công an bắt anh á vì cái tội anh dụ dỗ bắt cóc trẻ em rồi. Bắt cóc gì? Tôi là người quen của mẹ con bé này nè, nhà nó có tai nạn rồi mẹ nó kêu tôi tới đây rước nó. Chứ bắt cóc cái gì điên khùng như vậy? Chú nhầm rồi, con mồ côi ba từ nhỏ, làm sao mà có chuyện ba con bị tai nạn được. Mẹ con còn dặn con là không được lên xe của người lạ. Nếu mà mẹ con không tới đón con được thì hỗ trợ thầy cô. Anh nghe rõ chưa? Ừ, thì chắc tôi nhầm người thôi chứ có gì đâu. Nghe nó xui vậy trời. Đứng lại mày. Cái gì vậy? Ây à, đau đau, ây à. Tao đã theo dõi mày lâu rồi, có hôm nay mới bắt được. Ban ngày ban mặt mày dám bắt cóc cho em không mày? Đến đây vậy. Em tha cho em đi, ây à, em buông như anh rồi, ây à. Con giỏi lắm, có tinh thần cảnh giác cao vậy là tốt. Thầy tuyên dương con.